Đây và cái thằng trigger before này trước nhá. Thì trigger uh, before có phải là để gọi là để vay đấy không? Insert e nhá, nhưng không phải là cứ insert e là vào table. Ok chưa? Mà chỗ này nó sẽ check xem là có được vào hay không đúng không? Đúng không? Đấy thì sẽ hôm qua cái ví dụ này cho mọi người. Thì mọi người có thể tải xuống ở trong phần resort nhé Vậy cái này viết nó khá là dài. Trigger này. View file này. Đây, ví dụ một có cả vài vào. đây Thì đầu tiên là ví dụ một trước này. Đầu tiên là mọi người sẽ check cái created time khi mà insert vào bảng group, ok chưa? Ví dụ như đây là câu lệnh insert của mọi người, đúng không? Thế bây giờ nhá, mọi người insert uh, ở đây là ví dụ như cả mọi người là mọi insert năm hai nghìn hai đi này hợp lý không? Create the date có nghĩa là mọi người đã create và hộp vào lúc là đúng không? Thì giờ này create và tương lai thế này là kiểu gì đúng không? Mọi người thấy dữ liệu sao thì cái này nó có hai cách giải quyết một nhá là đến cái chỗ trigger before này, này. Đấy, mình sẽ đầu tiên mình sẽ tạo một cái trigger chưa ra trước Đấy, thì trigger ở đây đầu tiên cũng pháp nó tương tự thôi bởi vì cái này về bản chất ở bên dưới nhá nó sẽ là một cái procedure ok chưa và nó được chạy tự động thôi chạy tự động mỗi khi mà mọi người thực hiện câu insert. Ok nhỉ? Thế nên là mình chỉ tạo thôi, nó sẽ chạy tự động. Đấy đầu tiên nhá, nó sẽ là drop trigger trước này. Đấy, tương tự thôi, drop trigger này. Sau đấy là đến delimiter này. Sau đấy thì là create cái trigger. Trigger làm cái gì thì mọi người ghi vào. Ở đây là trigger check cái create the time khi mà insert group, ok chưa? Và ở đây nó có một vài tham số này. Ở đây là tên của trigger nhá. Còn đây là before hay là after Nghĩa là trigger loại before hay là trigger loại after chưa okay. Ở đây có phải là mình đang muốn check cái created date trước khi mà nó insert vào Thì mình sẽ phải dùng cái trigger before Ok chưa Sau đấy là nó chạy khi nào Khi mà insert vào bảng group Ok chưa Khi update nó không chạy nha Khi delete nó không chạy luôn Nó chỉ chạy khi mà insert vào bảng group thôi Ui, hiểu, hiểu ý tưởng tiếp theo này cái này là với mỗi một hàng với mỗi một hàng này nghĩa là gì mọi người có phải mọi người insert e được nhiều cái group không nhiều nhiều, nhiều group trong một lệnh nhé thì mỗi một group nó sẽ chạy một cái câu chữ này ok chưa để là cách làm việc của trigger nhé nó sẽ chạy với mỗi một cái record này nhé kể cả mọi người insert e nhiều record một lúc thì nó cũng sẽ chạy từng record một với trigger ok nhỉ đó và đây là bắt đầu cái trigger này Đấy nó giống như kiểu ở đây là bắt đầu cái 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 cô giờ ấy. Ok nhỉ. Đấy thì trong này mình sẽ check nhá. Ở đây mình có phải check này, nếu mà cái thằng created date này đúng không? Thì ở đây nó sẽ có một ký hiệu nhá là new. New ở đây nghĩa là cái gì? Đây mọi người thấy ở uh, câu lệnh này có phải là new không? Nó nó chưa insert vào đúng không? Thì nó sẽ là new. Ok nhỉ? Đấy cái này insert vào chưa? như cái này là insert e vào rồi đúng không? lúc chạy trên cơ là insert e vào rồi đúng không? thì nó sẽ là Âu ok chưa? còn cái này là new tức là chưa insert e vào, không hiểu cái từ khóa này không thay đổi nha, từ khóa này là từ khóa của mysql nó ký hiệu từ cái từ khóa new này này nó đang trỏ đến cả một cái bản ghi này, ok chưa? trỏ đến cả một cái record này thì có phải là new chấm cái cursor thì có phải là chấm đến thằng nào? có phải là chấm đến thằng nào? đúng chưa? thì cái giá trị ở đây mang giá trị bao nhiêu? 2030 11 rồi 02 đúng không Ok chưa và đây là nếu mà nó lớn hơn nào thì sẽ như nào đấy thì mình sẽ in ra lỗi Ok chưa mình cái ra cái cú pháp này nó nó là cú pháp lỗi in ra lỗi đấy, cái này là in ra lỗi nhá nó nó không giống như thằng Java hay là thằng PHP nó in ra lỗi rất là rõ ràng nhưng mà trong cái này thằng MySQL nó có một cú pháp lỗi thằng ra cũng không hiểu là cái gì ở signal SQL state 1245. Ừ ờ, nó là cái ký hiệu gì đấy á. Cái này thì không rõ nhưng mà mọi người sẽ phải viết hai cái này và đây là cái message mọi người bắn lỗi ra. Ok chưa? Thế nào cũng không biết giải thích mọi người đoạn này nhiều nhưng mà chắc là mọi người có vào thôi. Cái này không biết nó hoạt động kiểu gì. Không nó không sửa, cái này nó bắn ra lỗi luôn. À cái này cái này là tách mình viết ra nhé Cái tách là tách lỗi. Đây. Cái 1245 này là cái ký hiệu của nó. Mọi người phải ghi đúng nhé. Cái đoạn chỗ này này. Phải ghi đúng. Ok chưa? Đoạn chỗ này cũng phải ghi đúng. Có riêng chỗ này là mọi người muốn in ra lỗi gì thì mọi người in. Ok nhỉ? Đấy, run thử nhá Tôi nói chung là run thử. Mọi người hình dễ hình dung. Đầu tiên là tạo một cái trigger này. Ok chưa? Thì cái trigger tự động nó sẽ làm việc nhé. Không cần phải gọi gì cả. Đấy. Mỗi khi mà mọi người insert một câu group như này. Thì nó sẽ tự động nó gọi một cái trigger tất cả những cái khái niệm trigger nó đều mang ý nghĩa là uh, thay vì mọi người tự gọi thì nó sẽ tự động kích hoạt thông qua một cái sự kiện gì đấy ok chưa và cái sự kiện ở đây đang là insert group ok chưa run thử này đấy mọi người thấy là báo lỗi không đấy mọi người thấy là báo lỗi không đấy insert group này nhưng mà mọi người nhìn thấy mã lỗi không đấy là cái trường create time này này đấy là phải nhỏ hơn cái thời gian hiện tại Ok chưa? Thì đây là cái cái thứ duy nhất mà mọi người được chỉnh. Ok nhỉ? thì đây là if nhé. Nếu mà cái này lớn hơn hiện tại thì nó sẽ y ra lỗi. Ok chưa? Thế test thử cái trường hợp mà nó không lớn hơn hiện tại nhé. À, mọi người có cần select thử thằng group nào để xem nó không không vào data ấy. Đây này. Đây đúng không? Không có một thằng 2030 nào được tạo ra cả. Ok nhỉ? Đấy, và tiếp theo nhé thử là thằng này là thằng 2022 đi Ok chưa Java 1 đi Ok chưa đây run thử này Đấy mọi người thấy nó insert vào không Nếu mà đúng cái create thì nó sẽ được insert vào run. Đấy ok chưa thằng này được insert vào không Nếu mà nó thỏa mãn nó được insert vào Ok nhỉ Mọi người hiểu hiểu ý tưởng của thằng Trigger này không Hiểu nhỉ thằng trích này có nghĩa là nó sẽ chèn những cái đoạn cốt này này ta nó sẽ chèn một cái procedure vào ngay giữa cái chỗ này ok chưa mình có thể đặt các cái điều kiện quyết định để xem là cái bản ghi này nó có được insert xuống database không bây okay. giờ mình có thể can thiệp được vào giữa dựa vào các điều kiện của mình Đấy. thì cái từ khóa new nhé từ khóa new là từ khóa để chỉ đến cái bản ghi mà mọi người chuẩn bị insert vào ok chưa ví dụ như mình muốn lấy cái thằng Java 1 này thì mình sẽ trỏ đến cái trường nào? Viết nó nhỉ? Muốn trỏ đến cái trường name này này. Ví dụ muốn lấy cái name group mà chuẩn bị được insert e vào. Thì như nào? New. Đúng rồi. New name này thôi. Ok chưa? Cái này ok nhỉ? Nghe rồi. Ok. Thì đây là ví dụ 1 nhá Ví dụ 1 chắc ok đúng không? Rồi, sang thử ví dụ 2 nhé ví dụ hai thì nó có một cách giải quyết khác nó cũng vẫn là những cái trường hợp là đây nó cũng vẫn là cái trường hợp mà nếu mà cái credit date mà nó lớn hơn đúng không lớn hơn thời gian hiện tại thì bây giờ mặc định nó có thể xét về thời gian hiện tại cho ví dụ nhá nếu mà uh, năm 2030 đúng không bây giờ chưa năm 2030 ok chưa đấy thì bây giờ nó sẽ xét mặc định lại là thời gian hiện tại luôn không hiểu hiểu ý không? không phải nó không cho insert vào mà nó sẽ tự sửa lại cái data ok nhỉ đấy thì bây giờ là vẫn là nếu thôi cú pháp của nó nguyên ec như vậy đấy vẫn là before này ok chưa đấy chỗ begin này này bắt đầu là nếu mà created date mà lớn hơn now thì sẽ xét lại cái created date này bằng now mọi người hiểu ý tưởng hiểu hiểu rồi em nhỉ run thử nhá run thử này run đấy nó chạy thành công đúng không Đấy, thử cái này nhá. SQL đúng không? Ok chưa? Đấy, group này. Xem thử có thằng SQL không? Đấy, mọi người thấy thằng SQL không? Nhưng mà mọi người thấy thời gian hiện tại không? Nó là thời gian bây giờ. Chứ không phải nó là thời gian mà như người dùng nó đi vào. Ok chưa? Đấy, cho nên là khi mà người dùng người ta đi vào ấy, mọi người có thể tùy biến cái data của người ta. Mọi người có thể custom lại cái data của người ta. Ok nhỉ? Hoặc là mọi người báo lỗi. Cái đấy, thì đấy tóm lại là nó sẽ cho mọi người đây nó sẽ cho mọi người một cái procedure ở đây mọi người để thích làm gì ông này thì làm ok giờ thường nó sẽ dùng để validate hoặc là để set default value đây như này là set default value đây ok chưa, ok nhỉ rồi tiếp đến một cái ví dụ nữa nhá nó sẽ delete tất cả những cái bảng liên quan hiện tại ấy, như kiểu liên quan đến cái on delete cascade ấy, là tức là khi mà xóa một cái record ở cái table a mà cái table b đang dùng thì mọi người có hai cách để xử lý một nhá là mọi người viết vô đúng không để xóa Đấy. Ờ, và đặt cả và chat sân nhé ok chưa thế là cách thứ nhất cách thứ hai mọi người để thể setup on đi cascade đúng không Đấy. và bây giờ sẽ có cách thứ ba nữa là mọi người có thể sử dụng chi cơ chi cơ mọi người tưởng tượng ở đây nhá bây giờ là câu lệnh delete đúng không Đấy. thì cái câu lệnh chi cơ before này nhá nó đi kèm được với lại insert update và delete ok chưa thì ví dụ như mọi người delete thằng exam ở đây Thì delete thẳng xuống dưới này Thì có phải là nó sẽ bị gọi là thằng exam question nó đang sử dụng không? Đấy, thế thì bây giờ delete exam ở đây Ok chưa? Trong cái before, trigger before này Mọi người sẽ delete thằng exam question trước Đúng chưa? Đấy, sau đấy thì nó sẽ lưu cái câu lệnh delete này xuống Lưu câu lệnh delete exam xuống thằng table thật Thì cái đấy là thằng exam question đã không còn nữa rồi Mọi người hiểu ý tưởng Đấy, thì đây là cũng là một cái trường hợp sử dụng nhé. Đương nhiên thì cái này là để mọi người xem thôi. Chứ bình thường thì là nó sử dụng hoặc là sử dụng những cái khác cho dễ. On cascade, các thứ cho dễ. Đấy, thì đây là một cái trường hợp sử dụng này. Đây là ví dụ 3 nhé. Đây. Thì đầu tiên là mọi người có một cái uh, procedure là à, một cái trigger là delete exam Đấy, Và mọi người before nhé với lệnh delete Ok chưa? lệnh delete đúng không? Đấy. Và tiếp theo này. Và tiếp theo là chỗ này mọi người sẽ delete thằng exam thằng exam question trước đúng chưa? Đấy. Xóa tất cả những cái exam question với cái exam tức là đây này. Ở cái Âu này nhá nó sẽ trỏ đến cái thằng gọi là thằng cũ ấy đây nhá delete thì có phải là có cũ vì mới không đầu tiên nhá đầu tiên là insert e này có new không có new bởi vì là thằng insert e này nó chọn đi thẳng này luôn rồi thằng delete có âu không thằng delete có âu có nghĩa là cái bảng nó cái record nó chưa bị xóa đi ấy. hồi giờ nó nằm ở gốc trong này này thằng delete có new không delete có new không delete rồi thì làm gì còn mà rồi có new đúng không Ok chưa? Thế insert thì có âu không? Không đúng không? Insert chỉ có new, delete chỉ có âu. Thế update thì sao? Update có new không? Update có âu không? Ok chưa? Bởi vì nó có bản ghi cũ và sau đấy là nó được update ở bản ghi mới. Ok chưa? Đấy thì khi mà mọi người sử dụng cái này nhá thì cũng tùy chờ mọi người sử dụng. Trong delete thì nó sẽ có bảng âu. Nhưng khi mà mọi người chỉ cần new chấm ID là lập tức nó sẽ bảo lỗi. Ok chưa? Đấy còn thằng update ấy thì mọi người có thể sử dụng cả Âu cả New. Ok nhỉ? Cái này thì mọi người không cần query gì nhá, mặc định là nó cho Âu với lại New ở đây hết rồi. Mọi người hiểu, hiểu ý đó. Đấy thì khi mà cái ấy, mọi người tạo delete một thằng exam này, mọi người muốn xóa tất cả những cái exam liên quan đến thằng cũ đúng không? Exam question đấy thì mọi người chỉ cần là Âu.id ở đây. Ok chưa? Ok nhỉ? Đấy, thế thôi. Đấy, chạy thử mọi người xem nhé. Rob này. Cái này mình không hề setup on delete cascade nhé. Đấy, trong mấy cái data được không hề setup. Đấy, và mọi người delete thằng xe này đi. Đấy, thì thằng này một đúng không? Thì mọi người vào trong những cái thằng này. Nó sẽ không còn thằng nào cả. Đấy, mọi người thấy xóa được không? Đấy, còn thằng này như thế. Không còn một thằng nào là một cả. Ok chưa? Đấy, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó nó cũng giống như các thằng trước thôi. Chạy một cái trigger trong này. Ok chưa? Nếu mọi người thấy thằng này có phải là thằng Boss giờ Nguyên là thằng si giờ luôn, nhưng mà thay vì mình tự gọi thì nó sẽ hoạt động thông qua trigger. Ok nhỉ? Ok chưa? Rồi, thì uh, đây là ba cái ví dụ. Thì đây là ba cái ví dụ liên quan đến trigger before. Ok nhỉ? Đấy, còn cái cú pháp thì uh, mọi người làm tương tự thôi. Mọi người để xem tương tự thế thì tóm tắt lại cái thằng trigger before này nó là chạy trước khi mà insert, delete hoặc là update vào database thật. Ok chưa? Và thường người ta sẽ dùng để gọi là uh, ví dụ kiểu validate, thường thì người ta sẽ dùng validate. Cái này khá là nhiều. Ok nhỉ? Set default value hoặc là hoặc là sử dụng à uh... Đằng dưới này sử dụng là xóa những cái bảng liên quan đúng không? Hoặc là sửa data đúng không? Sửa data trước khi mà xóa hay là cái gì đó. Tóm lại là sẽ cho mọi người một trước một, 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 một cái. Ok.